Rồi tiếp theo combo 46 nha quý vị. Combo này nó có 10 cây sâm hương, 250 bao với ship toàn quốc ha. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển tiền trước nha quý vị. Chuyển trước 100k còn lại shipper thu hộ ha quý vị. Đây cây số 1 nha. Một cây. Mấy cây này chứ năm mấy tuổi hết rồi. Hai cây này, cái này tôi không có thời gian, quý vị về có thể vô nha quý vị, chỉnh xuống nè, thoải mái luôn nha quý vị nè, chỉnh thoải mái luôn nè, nó dễ quẹo luôn nè, thấy không? Tại cái nó già cái cây rồi là nó bẻ ngon lắm. Còn nó non rồi nó giòn nha. Ba cây, mấy cái này tôi làm ra cây được hết trơn nha quý vị, rất là đẹp luôn nha. Bây giờ không có thời gian nữa rồi. Số 5 nè ha. Bán cho quý vị, về quý vị tạo làm cây lại cho nó chơi cho nó vui. Dân nghệ mà. Sau này không chơi nó dâu lưu lại cũng được. Số 7, số 8. Cây này cây số 9 ha. Có dáng vẻ hết quý vị ơi. Cây này cây số 10 nè. Mấy cái này mà ép vô đây là rất là đẹp nè quý vị, thấy không? Đưa vô đó là thầy chạy luôn. Rồi xuống luôn quý vị ơi. Bữa nay đi chơi rồi quay lẹ lẹ ha quý vị ha. Rồi xuống luôn.